Nó không bàn gì cũng mâm nè, cũng trái cây rồi. Bữa nay ngày gì của ổng chú hai? Nay cúng ngày gì ạ? Cũng ngại như thường hàng ngày mình cúng vậy ha. Dạ, con thì lâu lâu con giếng đây đi chứ đồ phái đồ con không biết. Có cái là mùng 1. Dạ. Cúng trai. Mùng 1 cúng trai. Dạ. Dạ. Ngắn 2 ngày ở đây vậy đó. Dạ. Chào cả nhà nha. Hôm nay trở lại video nhóm mới nha. Hôm nay Đồng Nguyễn thì đám ở Kiên Giang. Đó, mượn có tài xế ra đây. Đó, nguyên một phái đoàn ơi sao luôn. Đó thì xin mời cả nhà đồng hành cùng với mình nha. Mình nay đi vừa đi đám mà vừa giao lưu tham quan ở dưới là ông Nguyễn Trung Trực phải không? Ông Nguyễn Trực. Đó, thì xin mời cúng cái hả lợi chặn cái tàn cho coi. Mời cả nhà nha. 4 giờ trở lại. Rồi, pha gầy bớt. Này là bên đây là xuống tới phà Năng Rù nha cả nhà. Đó bắt đầu qua phà chạy xuống Kiên Giang. Đó. Còn đây là con sông Dàm Nao là cả nhà. Sông Dàm Nao. Tháng này nước đổ hơi quay rồi cả nhà ơi, có màu đục đục rồi. Đó. Bắt đầu khởi hành tiếp tục lên đường cao tốc rồi cả nhà. Chỗ này chỗ hai tôi nãy giờ mới được đó. Không có để chữ cầu vượt T13 gì đó. Cầu vượt T3. Lo cạnh biển à. Cây ở đây xa quá mình không thấy. Cái nhà hàng nằm ngoài biển đúng không? Nó cái nhà hàng đúng không? Mình chết bên đây quay hơi xa. Cầu đi ấy luôn xe mình chết mất rồi. Xuống đây tắm luôn đi. Ô, khu du lịch đây đó, xe đậu nhóc chân rồi. Bến tàu. Hả? Bến tàu không ấy lắm. À, bây giờ nguyên phái đoàn này xuống. Chút xíu mình vô tham quan cả nhà ơi. Đây là khung cảnh bên ngoài. Nãy giờ ở nhà ngủ cái gì vậy mày? Đây mình đi vô bên trong tham quan luôn cả nhà ơi.
Đây là lần đầu tiên mình đi xuống tới đây nha. Anh hùng dân tộc. Đúng đi. Nguyên phái đoàn anh em ghé ở đây cũng giếng nha, cúng nha cả nhà. Còn đây là mấy cái vũ khí để ra chiến trận nha. Đó. Cái đao. Chuồng cổ. Đây bữa nay nhà gì không biết mà cũng có cúng cho ổng. Rồi cũng tùm lum chỗ hơn cả nhà, mình cũng chỉ quay tham khảo thôi chứ cũng không biết ngày nay ngày gì. Đó, bàn diện mâm nè, cũng cái cây rồi. Bữa nay ngày gì của ổng chú hai, nay cúng ngày gì vậy? Cũng ngại như thường hàng ngày mình cúng vậy ha. Dạ. Con thì lâu lâu con giếng đây đi chứ đồ phái đoàn con không biết. Có cái là mùng 1. Dạ. Cúng trai. Mùng 1 cúng trai. Dạ. Dạ. Tháng 2 ngày ở đây vậy đó. Dạ. Con cảm ơn. Đây cả nhà thì hàng ngày thì cúng gì nè. Đó. Bàn nào cũng có cơm rồi có canh, nó đổ tương không cái nè, nước trái cây. Mình quay toàn cảnh ở trong dinh của ổng cho cả nhà xem. Đây gạo dự trữ rồi. Đây có cái cục đá người ta cũng ghi chữ nè.
Đây mình qua ngôi mộ nha, đây ngôi mộ của ông, Nguyễn đây. Ở đây là cái mặt trước nhưng mà không thấy cái miệng bia để giọng đây, không? Đây, xung quanh đây là ngôi mộ nha. Rồi bên đây thì cũng có cái một bức tường đá nữa, cũng có ghi bao giờ tay gì, chữ này khó đọc quá cả nhà ơi, bao giờ tay gì thì thổ hết cỏ nước Nam, chữ này khó đọc quá cả nhà ơi, mình cũng không biết ha, quay về cho cả nhà đọc đi. Sẵn chuyến đi này cũng thông qua dòng khu vực này, cũng quay cho toàn cảnh ở khu ông Nguyễn ở Kiên Giang, ông Nguyễn Trung Trực đó, thì cho bà con xem, bà con nào chưa có xuống đây thì viếng thăm vị anh hùng của mình. Ở trước trước dinh ông Nguyễn nè cả nhà, thì cũng có con gạch đi vô, con gạch biển đi vô nè, rồi có cây cầu bắc ngang đó. Rồi bây giờ phái đoàn đã viếng xong, giờ chuẩn bị lên xe cả nhà đó. Đây không có bán nước suối rồi chị bà ha? Không thấy bán nước suối vậy? Không có bán thấy nước suối vậy? Bán nước suối rồi, cá bào đi. Ờ đây. Bán đi đi cho ăn ly đi, đừng ly. Ăn ly nó bào đỡ khác rồi. Đây ra ngoài Vinh thì có ông chú bán đá bào nè. À, đủ màu luôn. Muốn mấy màu cũng được cho luôn. Nay đi đám cưới rồi ghé thăm quay bà chị gái đẹp gái coi. Rồi dưới đây có cái gì vui không? Thấy gì, cảnh gì vui chưa? Có. Vậy hả? Có đi biển không? Đi gặp giá tóc biển luôn. Yeah. Bây giờ hai chị em đi mới giếng xong ra hơi khát nước rồi ghé mua đá bào uống cả nhà ơi. Cũng mời cả nhà uống đá bào chung nha. À. Này nhớ là hồi học sinh nè, học sinh rồi không bảo dữ không, có xe đá bào này là sống ok đó hả? Chút ngủ rồi đi vòng biển thôi chị ơi. Ừ kêu ghé mà sợ đi đám cưới vậy tới hụ gì hả? Cho con cái mũ chứ đi. Ừ. Còn cái thằng live stream ở đó quay live stream ông cà rem này, để cho ông có tiền coi. Quay live stream ông luôn, bán cà rem luôn. Em cũng già cũng lớn tuổi, hôm nay nhiêu tuổi rồi chú hai? Nói tôi thử coi. Ông cỡ 60 không? 7 mấy rồi. Ừ. Ông 7 mấy hả? Dạ 5 mấy. Mua. Ông 7 mấy tuổi mà ông còn đi bán gì em chứ. 7 mấy là tuổi già. Vậy đó hả? 72 rồi. 72 tuổi ha. Đó. Tốt lành gì đâu. Dạ. Cũng tuổi này cũng xuống lỗ là vừa rồi. Mà còn muốn bán vậy là quý rồi chú ơi. À. Ừ, mua bán vậy là quý rồi. Thì kiếm sống mà. Bây giờ kiếm cuộc sống trên nhà vậy thôi. Giờ ai muốn làm gì làm đi, yêu cầu có ăn hàng ngày được rồi. Dạ. Không cần vậy là quý rồi chú ơi, cảm ơn chú ơi. Dạ. Dạ. Xếp đi. Rồi giờ lên xe luôn, mở nhà lên luôn. Uống đá bào với mình luôn cả nhà ơi. Hôm nay đi viếng một đợt ở dưới Kiên Giang này, mình giao lưu rồi chơi cả nhà. Cả nhà nào có con quy giáo này nhớ like nha, like cho mình ủng hộ kênh của mình có động lực quen nha cả nhà.
vui là chính cả nhà ơi. Bây giờ lên xe luôn. Nhưng mà phụ nữ mấy cái đó thì bỏ cũng được nữa, miền Nam mình thì chơi giờ Nam cũng đám cưới này đẩy 4 giờ chiều nha cả nhà. Đó giờ ra mâm ra bàn hết đó. Hiện tại giờ anh em nó đủ bàn nha cả nhà. Thì bây giờ mời cả nhà vô dùng với mình nha, ăn đám bị đợi khách. Đó thì xin mời cả nhà. Anh em đông đủ rồi đó. Cái hộ này ngồi nè. Vô bàn đi. Đám tiệc xong bắt đầu ra đường chờ xe về cái nè. Đó, tiếp tục hành trình ngồi đầu cầu luôn. Ngồi đầu cầu quá thế luôn nè. Quá dữ, YouTuber quá quay à. Quá quay à. Vậy là đáng chụp. Bữa nay đi là đi gặp cá nha. Lại có ngó chụp hình à. Ôi, cái thứ này đẹp hơn luôn. Quá trời ơi, qua đám dỗ của hai người. Ừ. Dữ nhộng vô thôi. Nhân này qua vòng loại sơ sát hết rồi. Đi đâu đâu quay tao. Tao luôn chào mình hết rồi. Ơi gạch trái chân gian nha. Rồi bây giờ thấy trong mình sao rồi, hơi tay tay chưa? Dạ. Cái này xỉn tay tay chưa? Đúng rồi chưa. Vậy hả? Rồi con Vân về nè, bắt đầu lên xe nè. Chuyến đi đầy ý nghĩa. Đó. Chờ tài xế lại. Lại đây có có gì tại? Ồ, ta có nuôi sáo nuôi gì nhóc chân nữa nè. Nuôi thỏ luôn. Thú cưng. Nguyên vườn thú cưng. Mình nói xuất phát về cả nhà, tiếp tục hành trình video tiếp tục nữa.
Tớp nhà lá sao quá lu bu mà nghe. Chuyện này lu bu lắm anh em ơi. Cảnh hết rồi. Đây nè, bà có đây nè. Có tôi vô cũng xả tôi, còn mấy chưa. Về cả nhà ơi. Mà cái thùng lên mới được. Thì về lai gai quay về cho cả nhà xem ha. Ừ, mình video này chỉ xem vui thôi các nè. Ai có xem like của Đông Nguyễn cho Đông Nguyễn một thả thêm một cái vlog với nha. Đây có anh tài xế đây. Ai muốn muốn đi đâu thì liên hệ với ảnh nữa, tôi đưa số điện thoại lên luôn. Đây số điện thoại phải không? Ảnh đi một chuyến về tới mà Kiên Giang này trong ngày là nhiêu bộ? 2 triệu cả nhà ơi. Giá quá rẻ rồi đó nha. Đó còn mà đi Hà Tiên. Mướn xe nữa nè. Đi Hà Tiên thì 16 chỗ này cũng đi trong ngày về là 2,2 triệu đó. Chợ đêm ở nhỏ nhỏ đây nó cũng súng mua nè. Đây nè, con đèn mua gì em đây? Mà không biết cho đặt cái bãi em nè. Cái này gì? Dạ, cái giá rẻ. Bờ khía hả? Tới gần tới ấy rồi. Ô. Đi quà được cái keo gì nè cả nhà. Keo me cho con nhỏ. Ông bà khía nó ngon mà ông đèn. Thơ chỗ bến xe rồi. Nó chọn là đợi rồi. Mới mốt còn vừa nặng rừng, vừa nặng được gà bác gặp. Đi chơi có đòi nặng. Mấy cơ mà đi cái này ngồi 100 đến 200. Bỏ bỏ lưng. Bỏ bỏ lưng. Bỏ bỏ lưng. Này về tới nhà vợ nó cứu không mới cho nhậu nữa. Phụ nam ăn là chút mắm đó mà phụ nữ ra không chút mắm. Bởi vậy có gì đã lạ không mà không được ăn. Cái sườn ngon á. Cảnh bị phong mà. Về tới nhà cả nhà ơi. Ăn mà ôm thùng bia thì không đó. Xe đậu trên đầu đường của đầu nguyên phái đoàn về tới nhà nè. Ồ. Cái bọc gì vậy? Hello. Đi tạm biệt. Tạm biệt á, về tới nhà ha. Ừ. Đó thì quy giáo đến đây xin dừng nha. Chúc cả nhà được nhiều sức khỏe nha. Các mong cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ kênh Đồng Nguyễn nha. Đồng Nguyễn xin chào cả nhà. Bye bye.